Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay, ngày mai và vài ba ngày tiếp theo, mặc dù có ngày không khí lạnh được tăng cường nhưng với cường độ rất yếu nên không đủ để cho gió trên Biển Đông mạnh lên. Hầu khắp các vùng biển từ ven bờ cho đến ngoài khơi xa trên khu vực Bắc, giữa và cả phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả hai vùng huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió chủ yếu có hướng Đông Bắc và hoạt động ở mức trung bình, phổ biến là ở khoảng cấp 4 có nơi cấp 5 nên sẽ không gây ra tình trạng biển động. Thời tiết ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa trời không nhiều mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như là việc khai thác hải sản của bà con ngư dân. Riêng phần phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, về cuối ngày sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông nên bà con ngư dân cần phải lưu ý tầm nhìn bị hạn chế và khả năng sẽ có gió giật trong cơn dông. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, gió trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra tới đảo Bạch Long Vĩ sẽ lại chuyển sang hướng đông đến đông bắc nhưng vẫn duy trì cường độ yếu, chỉ vào khoảng cấp 3, có lúc cấp 4. Biển êm ả nên thuận lợi cho các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân cũng như là trên những chuyến tàu di chuyển trên hải trình này. Lưu xuống miền Trung, khu vực biển từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận cũng như tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ trung bình ở mức cấp 4, có lúc cấp 5, trời lại ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nên bà con có thể yên tâm tổ chức các hoạt động trên biển. Khu vực biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, đêm nay và ngày mai gió tiếp tục có hướng đông bắc nhưng cường độ sẽ giảm đi một chút, phổ biến là ở mức cấp 5, biển không còn động nữa, cùng với đó là thời tiết nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng nên tàu thuyền có thể di chuyển bình thường trên khu vực. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!